với những hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu và văn hóa trà Thái Nguyên, tham gia biểu diễn, chiếu phim tư liệu, trưng bày các ấn phẩm, tác phẩm văn hóa nghệ thuật, bài hát, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm trà, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, văn hóa trà, đậm đà bản sắc của Thái Nguyên, đồng thời trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà và trải nghiệm chế biến chè theo phong cách truyền thống đã mang lại tín hiệu khả quan đối với thị trường tiềm năng đồng bằng sông Cửu Long. Với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, rất nhiều chủ thể OCOP đã được tham gia những cái hoạt động xúc tiến thương mại như là hoạt động xúc tiến thương mại ở đồng bằng sông Cửu Long lần này. Và ngoài cái số lượng sản phẩm và giá trị sản phẩm được tiêu thụ rất lớn trong cái thời gian ngắn vừa qua, thì các doanh nghiệp này đã còn lan tỏa được cái văn hóa cũng như là cái thương hiệu của những sản phẩm OCOP Thái Nguyên. Với những điều đó thì ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ còn tiếp tục những cái hoạt động như thế này trong thời gian tới đây, nhằm mục đích là chinh phục những thị trường hết sức tiềm năng nhưng mà khó tính như là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện chương trình của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về diễn đàn các sản phẩm tiêu biểu sản phẩm OCOP của đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức một cái chương trình kết nối ngoài những sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, những sản phẩm tiêu biểu nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên để tham gia diễn đàn. Thông qua nhiều lần hội chợ của năm 2023 và năm 2024 thấy rằng là các sản phẩm đặc sản của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là sản phẩm trà, đang có tiềm năng rất lớn ở cái thị trường của đặc biệt là cái vùng sông Cửu Long hiện nay. Với trên 200 sản phẩm tham gia qua diễn đàn kết nối, các đơn vị của tỉnh Thái Nguyên đã tiêu thụ số lượng sản phẩm là trên 1 tỷ đồng, kết nối giao thương với toàn bộ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nước bạn, vùng lân cận với hàng chục đơn vị mong muốn làm đại lý cho các sản phẩm trà của tỉnh Thái Nguyên. Cái số lượng hàng bán ra từ mấy ngày nay thì cũng rất là nhiều, cũng có rất là nhiều các cái cửa hàng OCOP, những là khách hàng tiềm năng đã đến đặt cái vấn đề là sẽ làm đại lý cũng như là tiêu thụ các cái sản phẩm trà của Thái Nguyên. Rất là nhiều sản phẩm đặc sản của Thái Nguyên đem vào vùng đồng bằng sông Cửu Long này được người dân ở đây tiếp nhận với một mức tiêu thụ rất là cao ạ. Mọi người rất là thích thú về những cái sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Từ thành công của chương trình, những năm tới đây, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, giao lưu, quảng bá hình ảnh để phát triển du lịch, các sản phẩm OCOP và văn hóa trà Thái Nguyên với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối các chủ thể OCOP với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm, với các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước.